Covid kéo dài, đầu tư kinh doanh đều thất bại. Thời điểm giá đất xuống chưa từng thấy. Góc nhìn của các chuyên gia bất động sản. Bây giờ chính là lúc để chúng ta tái cấu trúc lại danh mục đầu tư của chúng ta, đúng không? Và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để mà đón nhận những cơ hội đầu tư tuyệt vời sắp đến. Sẽ có những bất động sản bán rất rẻ, đúng không? Và chính ra là những người đầu tư như vậy, như giống như là Sen Group thì được báo chí nói rằng là Sen là một cái tập đoàn bất động sản hình thành từ khủng hoảng, lớn lên từ khủng hoảng. Cứ mỗi lần khủng hoảng thì Sen lớn lên một cách không tưởng. Hãy nghe theo chính con tim và khối óc của mình chỉ bảo thì chúng ta sẽ thành công. Địa chỉ Võ Thị, Tây Hồ, Hà Nội. Đây là tòa nhà được xây dựng trên vị trí vàng của thủ đô Hà Nội với ngàn năm văn hiến, 10 mét ra mặt phố, đồng thời hưởng trọn không khí mát lạnh của Hồ Tây. Nơi đây là điểm thu hút cả thế giới tìm đến mang theo mong ước sở hữu được căn nhà mà nhiều khi có tiền cũng không mua được. Diện tích 75m² đối với tầng 1, từ tầng 2 đến tầng 8 là 90m², mặt tiền 7m, giá chào 20 tỷ, có gia lộc cho người thiện chí. Nhà có gara để ô tô, 12 phòng hiện đại, nội thất sang trọng, thang máy nhập khẩu, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp. Dòng tiền cho thuê 140 triệu đồng trên một tháng. Đặc biệt, căn nhà này tầng 8 có sân vườn, quầy bar, cà phê. View Hồ Tây lãng mạn, say đắm lòng người. Hãy liên hệ ngay Bùi Tài Chính, số điện thoại 0983 566 885 để đặt lịch đi xem nhà hoàn toàn miễn phí. Hoặc liên hệ qua fanpage Tài Chính Bất Động Sản để lựa chọn cho gia đình mình căn nhà phù hợp.